Tiếp tục là một chiếc nữa về trong cái lô máy ngày 26 tháng 4. Con này thì quá đẹp luôn rồi đó, nhìn bông chụp của nó nè. Con này số khung đó là 0282. Ô, cái này xích ra cao sẵn luôn rồi, xích khủng quá, xích mới luôn chứ. Qua cùng máy máy này thì nó đỡ tiền xích. Dạ, quay cái bên trước. Lô máy này vậy máy đẹp không nha các bạn. Các bạn có thoải mái và vô lửa. Dán dán nâng nâng đầu hàm quên nữa. Xe này nè. Con này thì tháng 9 24. Nhưng mà kiểu giữ kỹ gì còn mới. Sau một em nữa. Cảm ơn các bác nha.